Cô thân ái xin chào tất cả các con học sinh. Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web OLM.VN. Các con thân mến, trước mắt các con đó chính là hình ảnh minh họa cho tiết tập đọc ngày hôm nay. Chúng mình hãy vượt qua thử thách sau của OLM với câu hỏi: bức tranh vẽ gì? Như chúng mình nhìn thấy, bức tranh vẽ bạn nhỏ đang cùng mẹ phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời. Trước khi phơi quần áo thì chúng mình cần phải làm gì nhỉ? Và vì sao bạn nhỏ lại vui vẻ với công việc này? Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc ngày hôm nay. Bài đọc có tên Giặt áo. Bài đọc ngày hôm nay của chúng mình thuộc thể loại thơ. Và bài thơ này gồm có 5 khổ thơ được đánh số như sau. Các con hãy lắng nghe cô đọc nội dung của bài thơ nhé. Giặt áo. Tre bừng nắng lên, rộn vườn tiếng sáo, nắng đẹp nhắc em, giặt quần giặt áo. Lấy bọt xà phòng, làm đôi găng trắng, nghìn đốm cầu vồng, tay em lấp lánh. Nắng theo gió bay, trên tre trên chuối, nắng vẫn đây chơi, vàng sân vàng lối. Sạch sẽ như mới, áo quần lên dây, em yêu ngắm mãi, trắng hồng đôi tay. Nắng đi suốt ngày, giờ lo xuống núi, nắng vẫn còn đây, áo thơm bên gối. Bài thơ mà chúng mình vừa nghe của nhà thơ Phạm Hổ. Các con có thể dừng video lại để luyện đọc thành thạo bài thơ này. Và bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của bài thơ này qua phần tìm hiểu chi tiết nhé. Các con thân mến, bài thơ này gồm có 2 nhân vật, đó chính là nhân vật bạn nhỏ và nhân vật nắng. Và các con hãy cho cô biết nhân vật bạn nhỏ và nhân vật nắng được nhắc đến trong những khổ thơ nào. Chúng mình hãy lắng nghe đáp án của cô nhé. Ở khổ thơ 1, tre bừng nắng lên, rộn vườn tiếng sáo, nắng đẹp nhắc em, giặt quần giặt áo. Ở khổ thơ này có chữ nắng và chữ em. Vậy khổ thơ này có nhắc đến bạn nhỏ và nắng. Ở khổ thơ số 2, lấy bọt xà phòng, làm đôi găng trắng, nghìn đốm cầu vồng, tay em lấp lánh. Ở khổ thơ này nhắc tới bạn nhỏ. Tiếp theo, ở khổ thơ số 3, nắng theo gió bay, trên tre, trên chuối, nắng vẫn đầy trời, vàng sân, vàng lối. Ở khổ thơ này nhắc tới nắng. Khổ thơ số 4, sạch sẽ như mới, áo quần lên dây, em yêu ngắm mãi, trắng hồng đôi tay. Ở khổ thơ này nhắc tới bạn nhỏ. Khổ thơ cuối cùng, nắng đi suốt ngày, giờ lo xuống núi, nắng vẫn còn đây, áo thơm bên gối. Và ở khổ thơ cuối cùng này nhắc tới nắng. Các khổ thơ nói tới bạn nhỏ đó chính là khổ thơ số 1, số 2 và số 4. Các khổ thơ nói tới nắng đó chính là khổ thơ 1, khổ thơ 3 và khổ thơ số 5. Chúng mình hãy dừng video lại, đọc cho cô nội dung khổ thơ số 2 và khổ thơ số 4. Trong hai khổ thơ này có nói đến hình ảnh đẹp của bạn nhỏ khi làm việc và khi đã hoàn thành xong công việc giặt quần áo. Đầu tiên, chúng mình hãy tìm những hình ảnh nói lên niềm vui của bạn nhỏ khi làm việc. Rất tốt! Những hình ảnh đẹp nói lên niềm vui của bạn nhỏ khi làm việc đó chính là lấy bọt xà phòng làm găng tay, như đốm cầu vồng làm tay bạn lấp lánh. Tiếp theo, các con hãy tìm những hình ảnh nói lên niềm vui của bạn nhỏ khi đã hoàn thành xong công việc. Những hình ảnh đẹp được thể hiện qua hai câu thơ sau: áo quần lên dây, em yêu ngắm mãi. Tiếp theo, chúng mình hãy dừng video lại, đọc nội dung khổ thơ số 3. Khổ thơ số 3 tả vẻ đẹp của nắng. Vậy chúng mình hãy cho cô biết khổ thơ số 3 tả nắng đẹp như thế nào? Rất tốt. Khổ thơ số 3 tả nắng bay theo gió, tràn đầy khắp mọi nơi, trên cây tre, cây chuối, nắng vàng trải trên sân, trên lối đi. Ở khổ thơ số 5, chúng mình hãy chú ý cho cô hai dòng thơ. Nắng đi suốt ngày, giờ lo xuống núi. Các con hiểu hai câu thơ này như thế nào? À, chính xác. Hai câu thơ nắng đi suốt ngày, giờ lo xuống núi có nghĩa là nắng đang tắt đấy các con ạ. Khi nắng xuống núi có nghĩa là mặt trời đang lặn và ánh nắng sẽ dần dần biến mất. Các con thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau lắng nghe nội dung của bài tập đọc Giặt áo và tìm hiểu nội dung của bài đọc này để chúng ta thấy được rằng niềm vui của bạn nhỏ khi được làm công việc này đó chính là niềm vui khi được giúp đỡ bố mẹ đấy. Và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt các con nhé.